Chuyện tình cảm thì hiện tại thì em có hai con, cái gì? Cái cơ mặt của em nhìn rất là cọc, mà dù em không có ý gì hết, nhưng mà nhìn mặt bình thường vẫn cọc. Và thậm chí đâu là giờ em làm mặt vui cho anh coi coi. Đó, vẫn vui mà, đâu gì đâu cọc. Nhưng mà tại em chưa có niềng xong nên là em bị ngại, em rất là ít cười. Lúc mà em làm việc em cứ kiểu muốn khi nào lấy chồng? Hồi lúc còn nhỏ thì em dự định là 25 tuổi em lấy chồng. Xong tới 25 tuổi thì em vẫn chưa có bồ. Xong rồi em dời deadline 27. Xong rồi năm sau là em 27 rồi nè. Em vẫn chưa có bồ luôn. Thì em dời deadline tiếp là tầm khoảng năm 29-30. Thì thí dụ như bây giờ bữa nay em có bồ thì sao? Nếu mà có bồ thì mình sẽ tiếp tục tìm hiểu. Và ý là tìm hiểu xem là thuận duyên thì lấy luôn. Dạ đúng rồi. Là chốt đơn luôn đúng tại không? Tại vì gia đình cũng đã rất là hối rồi. Nghĩa là bây giờ không phải là mình gấp, nó quá gấp gáp. Dạ. Nhưng mà nếu mà có người chân thành mà mình thích thì lấy là cũng lấy được đúng không? Đúng rồi, để vậy cho người ta yên tâm. Em tên gì? Em tên là Trần Lê Cường. Trần Lê Cường. Dạ. Hiện tại thì em 32 tuổi. Em sinh sống và làm việc tại Bình Phước. Là từ Bình Phước xuống đây tham gia chương trình phải không? Dạ đúng rồi, em đi từ 3 giờ sáng. Đi từ 3 giờ sáng? Dạ, dạ. Rồi hôm nay là về luôn, hôm nay ở lại chơi? Dạ, hôm nay đi thì đi là phải dắt bạn gái về chị. Dắt bạn gái về chị. Trời ơi, ở đâu mà dắt về liền, mới quen sao người ta chịu đi về Bình Phước với mình liền. Không phải từ từ ở đây chơi với người ta mấy bữa rồi người ta mới đi theo mình chứ. Đúng không? Rồi bây giờ Cường là làm công việc gì Cường? Dạ hiện tại thì em là thạc sĩ kỹ sư năng lượng tái tạo. Ở đâu mà có nắng có gió là có em. Năng lượng tái tạo là làm năng lượng mặt trời á phải không? Dạ đúng rồi, năng lượng mặt trời với năng lượng gió. Mình làm ngành này lâu chưa? Học trong trường và làm rất lâu rồi chị. Có mở công ty riêng về cái lĩnh vực này. Vừa thạc sĩ mà vừa học bài bản làm một chuyên môn. Dạ. Mà có công ty riêng. Dạ. Chắc là thu nhập cũng ổn định đúng không em? Dạ cũng ok chị. Ok ha. Dạ. Đó, tôi khoái hai cái từ ok đó, làm cho bạn gái chúng ta sẽ cảm thấy phấn chấn tinh thần thêm rất là nhiều. Dạ. Rồi, thế còn điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Chịu khó, có rất là cầu tiến. Luôn luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu. Trời ghê. Dạ. Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Còn dạ. Cái gì điểm yếu mình? Điểm yếu của em thì em ít nói, cũng không nói được nhiều. Thú vị kỳ á. Cũng được lắm mà. Em thì cũng không có khiếu về âm nhạc, nhưng mà em biết làm thơ. Rồi, đó là một vài thông tin của chàng trai ngồi ở chiếc ghế màu xanh. Cường đã giới thiệu rồi, bây giờ cô gái ngồi ghế màu xanh nè. Em giới thiệu về mình đi. Thì em tên là Cẩm Hiếu, em sinh năm 1995. Hiện tại thì em đang làm trong lĩnh vực media. Ngoài ra thì em có làm MC và làm voice talent nữa. Wow, quá trời nghề vậy. Dạ em nhiều nghề lắm. Bây giờ em ở đâu? Dạ hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Quê em thì ở Tây Ninh ạ. Ưu điểm và nhược điểm của em là gì nè? Ưu điểm hả? Em thấy thì mọi người thường hay nhận xét em là khá là tự tin. Khá tự tin. Rồi một chút sáng tạo nè, có khả năng thích nghi rất là nhanh. Điểm yếu là gì ta? Thông thường thì em không có kiểm soát được cái giọng nói của mình khi mà tâm trạng của em không có được vui. Wow. Cái đó là mọi người hay nhận xét về em như vậy. Tại vì khi mà em không có hài lòng cái gì đó, hoặc là khi em không có vui cái chuyện gì đó, thì em nói chuyện em cảm thấy rất là bình thường. Nhưng mà mọi người nói là sao lúc nãy mày cọc dữ vậy? Em nói là không có cọc. Xong rồi những lần sau thì những lúc em vậy mọi người quay video lại cho em coi, xong em mới ôi nhỏ này kỳ ghê. Thì em mới nhận ra là những cái lúc mà em không vui thì cái tông giọng của em nó hơi khác bình thường một chút. Nếu mà xét về chuyện tình cảm thì hiện tại thì em có hai con. Cái gì? Dạ hai con mèo. Hai con mèo. Ôi trời ơi. Cho nên là đâu còn trẻ mà trời cao vậy chứ. MC biết nhấn nhá mà. Có hai con mèo cho nên là em đi đâu em cũng nghĩ về hai con mèo hết á. Hai con mèo em tên gì? Dạ một con tên là Bô, một con tên là Bu. Em đi chơi hoặc là em đi đâu đó em cũng tranh thủ lẹ lẹ để em về coi hai con mèo của em có ổn không. Cái đó điểm yếu em hả? Dạ đó là điểm mạnh của em, yêu thương động vật. Nhưng bởi vì yêu thương động vật cho nên là em không có dành nhiều thời gian cho những mối quan hệ xung quanh. Và rồi đó bây là giờ thí dụ như có bạn trai, hôm nay có bạn trai rồi thì thời gian nào dành cho bạn trai? Vẫn có thời gian chị. Nhưng mà không phải là lúc nào cũng mình cũng đi ra đường đi chơi rồi này kia. Thì em và bạn trai có thể ở nhà chơi, nấu ăn. Em chơi nấu ăn mèo luôn. Đúng rồi. Thí dụ như có bạn trai thì là bạn trai sẽ nhỉnh hơn con bu hay là con bu và bạn trai em bằng nhau hết? Tình thương thế cái đó nào? Là sẽ về thời gian anh. Thời gian ban đầu thì chắc chắn là sẽ không thể nào bằng hai con mèo đã sống với nhau. Trời ơi, căng rồi. Vậy này hơi căng mà thấy.
phải vượt qua hai cái cửa ải nha. Đẹp trai cao ráo của tôi mà không bằng hai con mèo ở nhà là chết rồi. Trời ơi, thôi được rồi, để đó đi, từ từ tính hai con mèo nha. Bạn nói quá coi chừng người ta qua ta trộm mất hai con mèo đó. Bạn đúng không? Rồi, bây giờ chàng trai ở ghế màu đỏ, em giới thiệu nè. Em tên là Quỳnh Hữu Phụng, em sinh năm 1994, quê em ở Bến Tre. Hiện tại công việc của em là diễn viên tự do và là huấn luyện viên võ thuật. À, võ thuật là giỏi gì, môn gì? Là môn võ cổ truyền, Muay Thái, kickboxing. Cái đó là do gia đình mình là có truyền thống cái nghề đó hay là mình đam mê rồi mình đi học? Dạ không, gia đình em không có truyền thống nên em tự học. Em tự học? Dạ. À, rồi bây giờ là mình đi có đi dạy võ hả? Dạ. Dạy ở đâu? Em dạy ở Bến Tre. Ủa gì, làm diễn viên ở Sài Gòn rồi đi dạy võ ở Bến Tre? Dạ, có nghĩa là những lúc này mới đi phim thường thôi, còn lúc trước thì thỉnh thoảng thời gian rảnh thì mới đi phim. À, có đi phim thì chạy lên trên đây, còn không đi phim thì về Bến Tre. Nếu vậy thì lên Sài Gòn thì mình ở đâu? Dạ, em ở quận 7, quận Trấn Phát. Điểm mạnh yếu của em là gì nè? Dạ, điểm yếu của em á là kén ăn, hát không hay lắm. Dù như em cũng không ăn được mỡ, da. Rồi điểm mạnh của em thì về những cái công việc của em mà em yêu thích. À, điểm mạnh là việc mình yêu thích, còn ngoài cái việc mình yêu thích là yếu hết. Cũng được thôi. Cũng được thôi. Có vẻ hiền lành. Cô gái, một ghế màu đỏ hay giới thiệu mình đi nè. Em tên là Nguyễn Phương Vi. Phương Vi. À, em sinh năm 2002. Em thì hiện tại đang là sinh viên bảo lưu Văn Lang ngành thiết kế mỹ thuật số và học thêm song song một trường kỹ xảo điện ảnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì em có làm bên cộng tác viên bên trường kỹ xảo điện ảnh của em. Với lại là em đang xin thực tập ở một studio về game trên thành phố. À, vừa học vừa làm đúng không? Dạ. Quê em ở đâu? Dạ, quê quán của em ở Tây Ninh. Tây Ninh. Với chị luôn rồi. Trời ơi, đồng môn. Dạ. Thế mạnh và thiếu em là gì nè? Điểm mạnh của em thì em rất là thích vẽ. Em cũng thích đọc sách. Kiểu em khá là khó tính trong công việc, nhưng mà đó cũng là điểm yếu của em luôn. Tại kiểu làm việc nhóm, khi mà em làm nhóm trưởng thì cũng có vài bạn nói kiểu em khá là khó tính kiểu vậy. À, thì công việc thì mình phải là trau chuốt cho công việc của mình thì mình mới khó đúng không? Dạ. Cái điểm yếu của em đó chính là cái cơ mặt của em nhìn rất là cọc, mặc dù em không có ý gì hết nhưng mà nhìn mặt bình thường vẫn cọc. Và thậm chí đâu là em làm mặt vui cho anh coi coi. Đó, vẫn vui mà, đâu gì đâu cọc. Tại em chưa có niềng xong nên là em bị ngại ấy. Em rất là ít cười cái lúc mà em làm việc em cứ kiểu Quay trở lại với tình chuyện tình trường ha. Chị mình sẽ bắt đầu tiếp tục từ anh chàng ở ghế màu xanh. Rồi tình trường của em thì sao? À, trải qua mấy mối tình rồi em? Em thì trải qua hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì sinh viên. Cái đó thì không tính. Và mối tình thứ hai thì quen được 6 năm rưỡi. Gần cưới thì họ đi theo người khác. 6 năm rưỡi? Dạ. Mà gần cưới họ đi theo người khác? Dạ, chắc là say nắng chị. Em biết không, trước đó có biểu hiện gì trước đó rồi gọi là để cho mình đánh động mình chưa? Dạ thì biểu hiện thì cũng ít quan tâm, ít nhắn tin. Bạn đó ở Sài Gòn, còn em thì làm việc ở Bình Phước. Nên là nó cũng hơi xa nên là nó nhiều khi cũng xa mặt cách lòng ha. Dạ, xa mặt cách lòng. Dạ. Cuối cùng là người ta tự nói cho em biết hay là em phát hiện cái gì hay như thế nào? Đến cao trào á thì mình mới tìm hiểu ra thì biết là người ta đã say nắng một người khác. Thì cũng có níu kéo, cũng nói chuyện rất là nhiều, thuyết phục nhưng mà không thể. À, câu chuyện này cách đây lâu chưa? Cách đây cũng hơn một năm chị. Nhưng bây giờ có còn nhớ cổ, còn thương cổ không? Dạ, nếu mà nhớ thì em không lên đây chị. À, nữ đâu nói là đương nhiên phải nhớ là chết luôn à. Là coi như một năm nay là chưa có mối tình nào thế là khác hết. Dạ, đang ế chị ơi. Vẫn đang ế. Dạ. Đồng ý. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? À, 0.5 truyền thống, 1/2 hiện đại chị. Ghê vậy? Thông số quá vậy? Dạ. Có những thông số phức tạp quá. Thông số phức tạp. Tôi được không ạ? 0.5 truyền thống mà 1/2 hiện đại. Dạ. Thì tôi nói 50-50 đi cho nó rồi. Ông đang chơi chữ với tôi, gặp tôi dốt toán nữa. Vậy là ở trên mặc áo dài dưới mặc quần hip hop. Chắc vậy á. Dạ, không đến nỗi vậy đâu. Chủ là liên quan đến tính cách thôi. Dạ. Dạ, chỉ cần dễ thương là được. Dễ thương là được. Dạ. Có cần cao, cân nặng đâu không? À, chiều cao 1m55 trở lên. 55 trở em lên. Em cao mét mấy? Em cao 1m72. Dạ. Chuẩn ha. Rồi, ok. Em phải tâm sự gì dạ. của em sao nè? Cũng rất là tình cờ là tới bây giờ em cũng chỉ có một mối tình thôi. Vẫn một mối tình duy nhất dắt dài. Và mối tình đó cũng kéo dài 6 năm. 6 năm. Vì sao hai người chia tay? Hồi đó hai đứa chỉ đến với nhau là nói chuyện với nhau vui. Bạn nó học giỏi, bạn chỉ mình. Còn sau này thì hai đứa dần dần có những cái suy nghĩ khác nhau và đi hai cái con đường khác nhau. Và em thấy là dần dần em và bạn trai cũ của em
giống như một cái hình chữ V luôn và không có đường quay lại. À, những khoảng cách. Và ai là người nói lời chia tay? Dạ em. Rồi bạn ấy có níu kéo gì không? Dạ có chứ. À. Có níu kéo rất nhiều nhưng mà em quyết tâm. Em có ngại yêu xa không? Dạ có. Tại vì hồi trước khi mà em quen bạn trai cũ của em á thì hai đứa cũng yêu xa. Tại vì lúc em học lớp 10 là anh học lớp 12, sau đó anh lên đại học là bắt đầu yêu xa rồi đó anh. Cho nên là em không thích yêu xa nữa. Tại không vì thích em, yêu xa nữa hả? Em là một người khá là tình cảm và em cũng cần tình cảm. Cho nên là em cảm giác là em không thể yêu xa được. Em là năm nay nhiêu tuổi? 95 dạ, em 26 chị. 26 rồi muốn từ nào lấy chồng? Hồi lúc còn nhỏ thì em dự định là 25 tuổi em lấy chồng. Xong tới 25 tuổi thì em vẫn chưa có bồ. Xong rồi em giờ deadline 27. Xong rồi năm sau là em 27 rồi nè. Em vẫn chưa có bồ luôn. Thì em giờ deadline tiếp là tầm khoảng năm 29-30. Thì thí dụ như bây giờ bữa nay em có bồ thì sao? Nếu mà có bồ thì mình sẽ tiếp tục tìm hiểu. Và ý là tìm hiểu xem là thuận duyên thì lấy luôn. Dạ đúng rồi. À, chốt đơn luôn đúng tại không? Tại vì gia đình cũng đã rất là hối rồi. Nghĩa là bây giờ không phải là mình gấp, nó quá gấp gáp. Dạ. Nhưng mà nếu mà có người chân thành mà mình thích thì lấy là cũng lấy được đúng không? Dạ, đúng rồi, để vậy cho người ta yên tâm. Dạ. Nhưng mà bây giờ nhiều khi cái người ta xa xa một chút mà người ta đầy đủ điều kiện, người ta tốt thì tuy xa mà gần. Có nghĩa là mình sẽ tranh thủ mình rút ngắn cái thời gian mình tìm hiểu lại, mình về chung một nhà thì mình đỡ yêu xa. Về đi từ từ tìm hiểu tiếp, vừa yêu vừa tìm. Những cái mẫu người là thế nào nè? Con gái yêu bằng tay mà anh. Con gái yêu cho bằng lỗ tai. Cho nên là với em thì ngoại hình nó chỉ là cái thứ chính thôi. Em cực kỳ bị thu hút bởi một bạn nam có một cái chất giọng hay, trầm và điềm tĩnh. Tại vì hai cái đó là hai cái em không có. Bình thường nói chuyện rất là nhanh, vẽ lúc nào cũng nhoi nhoi á. Bây giờ là phải tập luyện hai chàng trai mà em phải nói tiếng mèo có chị thấy là có một người rồi đó. Sai gần ăn thua trong lòng mình, trong trái tim của mình. Sự chân thật mới là đáng quý đúng không? Bây giờ nó cũng có nhiều cái công nghệ rồi thật. Có điều kiện thì hồi xưa em sắp xếp là sao? Vì đó là em mới còn đi học, em còn ăn tiền gia đình. Dạ. Đúng không? Bạn trai em đi làm cũng còn chưa có gọi là kinh tế ổn định thì đâm ra xa mà nó xa luôn. Còn nếu như bây giờ mình đã chủ động được cái đời sống của mình, nhất là những cái người chồng mà người bạn trai mà chủ động được kinh tế, người ta có điều kiện người ta đi lại thăm nom em thì cái chuyện tuy xa nó cũng sẽ là gần. Hai bạn bên đây tôi có nói thể... gì được không? Được chị. Có thể kêu meo meo giùm tiếng được không ạ? Meo. Nào kêu đi, em kêu thử. Đó, dễ thương quá, con mèo dễ thương. Em kêu meo meo thử coi. Meo meo. Meo meo. Trời ơi, có hai con mèo vẫn ngon quá đi thôi. Trời ơi, tình yêu gì ghét bắt người ta làm mèo luôn à. Chàng trai ở cái đỏ nha, tình trường của em sao? Em có một mối tình sâu rộng lúc năm 2015. Mà cái lúc đó là em vừa lập nghiệp. Thì em không có mà có thời gian để mà bên cạnh người ta nhiều. Mối tình thì đã kéo dài cũng một năm mấy. Một năm mấy? Dạ. Rồi ai chia tay? Nói chung là hồi lúc đó thì từ từ xa nhau. Cũng có nói và bạn kia nói chứ. À bạn kia nói. Rồi em có níu kéo gì không? Là em đồng ý luôn, chia tay luôn? Cũng có. Nhưng hồi đó thì cũng muộn. Rồi. Còn mối tình sao? Dạ cũng vài tháng rồi chị, 2-3 tháng, tầm 2-3 tháng. Em phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao để mình rút kinh nghiệm cho cái lần sau chứ. Nói chung là những cái bạn đó thì không có chỉnh chạy, không có lập trường á. Có nghĩa là cái tính thì cũng kiểu như là gọi là con nít mà quá đáng á. Ừ, cái đụng cái thì chia tay, đụng cái thì chia tay. Mệt ha. Dạ đúng rồi, mệt lắm. Giờ mình dỗi đồ này kia hoài mà nó không có tiền. Là mình ảnh hưởng tới công việc của mình rất là nhiều. Mẫu người lý tưởng. Dạ mẫu người lý tưởng thì đối với em thì chỉ là dễ nhìn, dễ thương, thì hiểu chuyện, chững chạc. Duyên bạn sao nè, chuyện tình duyên bạn sao? Mối tình chính thức thì 4 mối tình nhưng mà 4 mối tình. Wow, 19 tuổi 4 mối tình. Nhưng mà thật chất thì chỉ là 2 mối tình thôi. Mấy kia là gió thoảng mây bay thôi. Dạ. Mối tình sâu đậm nhất là mối tình đầu luôn. Là khi mà em học lớp 11 và anh ấy học lớp 12. Rồi lúc mà khi mà anh ấy lên đại học thì bắt đầu có khoảng cách. Em cũng giống chị Hiếu là em rất là sợ yêu xa. Rồi dạ. Ai nói lời chia tay? Dạ, ảnh là người nói lời chia tay. Là ảnh nó nói bận học quá ha. Anh tập trung học, không có lo lắng chuyện tình yêu nữa. Dạ. Là mối tình đó bao nhiêu lâu? 1.5 năm. Mẫu người lý tưởng của em là gì? Do em cao 1m52 thôi. Nên là em muốn cải thiện. Nên em muốn khoảng một người khoảng 1m7. Trời, là em muốn là 1m7 chứ. Tính tình chững chạc với trưởng thành, đôi khi mấy bạn bảo em già trước tuổi. Ok, dễ ẹt có luôn. Nhưng mà trước khi cho mấy bạn coi mặt nhau thì bây giờ cùng hỏi ý kiến của người thân. Người thân ở bên dưới ngồi cười tủm tỉm nãy giờ. Rồi bây giờ xin chào anh trai bên kia nha.
À, mình là đi theo ủng hộ ai vậy anh? Xin chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Bà Đạt và cùng hai em gái tham dự chương trình. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Tôi là anh rể của em Cường. Dạ. Cường, ngồi ghế xanh. Cường. Còn đây là cháu của Cường, con trai. Dạ. Tôi. Hôm nay tôi đi là gánh vác trách nhiệm cho ông già vợ, gãi gắm. Mà đi hôm nay làm sao kiếm được một gì đó để về báo tin vui. Dạ. Cho ông bà già vợ vui. Thì nói chung hai cô bé đây rất là hiện đại, trẻ mà vừa trí thức nữa. Nên xét về góc độ tôi thấy cũng rất là ok. Chỉ cho em mình được chọn một cô thôi thì mình thấy cô nào phù hợp. Cái này hơi khó nha. Hơi khó. Bây giờ cho con trai. Con thấy cô ghế màu xanh với cô ghế màu đỏ. Con thích cô nào? Con trả lời thầy ba đi. Dạ cô xanh. Cô ghế màu xanh. Tại sao con thích cô gái màu xanh? Vì con ấy nó hợp. Con nghĩ vậy thôi. Cảm góp ý cho. Cô ghế màu xanh gì thấy nó hợp. Cảm ơn con. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Đạt. Rồi. Dạ em tên Quý, em bạn của Phụng. Bữa nay thấy hai bạn nữ ở đây rồi góp ý cho người bạn cùng tiếng của mình chứ. Áo xanh nè. Áo xanh hả? Ghế xanh. Ghế xanh. Vẫn là ghế. Vì ghế sao? Xanh đúng không? Dạ tại vì em thấy cái lứa tuổi á cũng xem xét với bạn của em. Rồi cảm ơn Quý. Rồi chào em. Em tự giới thiệu em tên là Minh Phúc và hiện đang là bạn của cô gái bên ghế màu đỏ ạ. Ghế đỏ. Rồi. Cũng do em rủ ái nữ của em lên. Để đủ ái nữ hả? Để sao, kiếm sao cho sao kêu bằng ái nữ kỳ vậy? Ái nữ là bạn em hả? Tại sao kêu bằng ái nữ? Tại vì nó thường hay pha trò với em, với lại em cũng hay mến nó. Nên em thường hay gọi như vậy. Có tính nghệ thuật cao thì em nghĩ là bạn ngồi ghế màu đỏ sẽ phù hợp hơn. Nhưng mà do là khoảng cách về tuổi tác và cũng như là cái công việc thì em sợ là sẽ không phù hợp được. Em chỉ khuyên ái nữ của em vậy thôi. Còn tùy thuộc vào ý kiến của ái nữ. Ok, cảm ơn em. Rồi. Thấy rất là rõ ràng, dứt khoát, ngắn gọn. Rồi. Bây giờ khó lắm. Tại nói vì gì nữa, bây giờ phải... ai nữ còn nhỏ quá, ai nữ chưa muốn lấy chồng nên làm cho ở dưới người thân cũng rất là hoang mang. Bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ mở cửa trái tim. Cười đi ai nữ ơi, cười tươi lên con, cười tươi lên. Chào em. Chào em, chào hai em. Em tặng quà. Tặng đi chứ. Quà Bình Phước nha, quà Bình Phước nha. Đó. Cao 1m72 đó nha. Đó. Em tặng anh cũng tặng kìa. Cảm ơn em. Dạ. Em có quà cho anh chị. Có quà cho anh chị nữa. Dạ. Hả? Rồi, đợi cảm ơn em. Đâu, quà cho anh chị đâu. Chu đáo quá, ai cũng có quà hết trơn. Dạ. Rồi, quà đặc sản Bình Phước. Rồi, chị cảm ơn nha. Wow, ăn ngon luôn. Thôi cảm ơn em nhiều. Bình Phước một hộp đều nha quý vị. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Rồi. Quá trời quà luôn. Em cũng có quà. Em có quà rồi, em tặng đi. Nói là em rất là thích vẽ nên là tối hôm qua em không ngủ. Wow. Em thức cả đêm em vẽ. Wow. Em ơi. Chị thấy rồi, chị thấy đẹp quá. Trời ơi, Tường ơi. Trời ơi, vẽ chị Cát Tường nè. Đâu gì Tường đâu. Em Nguyễn Phương Vi thân tặng diễn viên Cát Tường. Trời ơi, em Nguyễn Phương Vi thân tặng đây nè, chị đâu. Trời ơi, đưa quá trời luôn nè. Trời, cảm ơn em nhiều. Cảm ơn em. Dạ. Em thấy là tuy là quà hơi trẻ con nhưng mà do là em là dân mỹ thuật nên là em mong rằng cái hộp màu này có thể tô màu cuộc sống của anh. Trời ơi. Cảm ơn em, nó dễ thương chứ sợ. Mình cũng có phần quà cho hai bạn. Thì tặng bạn màu hồng đi. Tặng bạn. Quà chứ nó có ý nghĩa riêng hết trơn nha. Ngồi đi rồi bây giờ mình biết khai thác nè. Qua đưa quà mà còn nhấn mạnh này màu hồng. Ủa màu hồng với màu xanh khác nhau em? Dạ màu hồng với màu xanh khác nhau xíu. Khác chỗ nào? Khác chỗ nào? Nhưng mà màu hồng thì nó về tình cảm một xíu. Màu hồng là nói về tình cảm một xíu. Ra coi coi bé. Khui đi. Kìa, em cứ khui tự nhiên. Đó, em cứ khui đi, anh cho khui kìa. Coi có sách tựa gì nè, đọc lên nói nghe nè. Nói hơi kỹ ha. Đây, của em. Dạ, 99
bài học giành chiến thắng trong công việc. Tại vì hai cuốn nó đều như nhau cho nên tặng cho hai bạn để mà giúp ích cho cuộc sống và công việc của hai bạn hơn. Vậy là chỉ gói cái màu hồng với cái màu xanh ở ngoài cho nó khác chút, nhẹ nhàng chút vậy thôi đó hả? Rồi, chị hiểu rồi. Rồi, bây giờ qua tới anh này. Sao vậy anh? Sao tặng một bên là bó hoa, bên miếng quà, nó có ý nghĩa gì không Tư? Đặc sản Bình Phước. Đúng rồi, đặc sản Bình Phước là đúng rồi đó. Trời, tiếc quá em không mang đặc sản Tây Ninh luôn. Muối hả? Dạ, muối tôm. Em gái ơi, cái xanh cảm nhận như thế nào rồi khi nhận quà của anh ấy? Dạ, đầu tiên là em cảm ơn anh vì một bó hoa rất là đẹp. Và thứ hai nữa là hôm nay em tới chương trình hơi vội á, cho nên là em chưa có chuẩn bị quà kịp cho hai bạn. Cho nên là bây giờ em sẽ chắc là dùng lời ca tiếng hát đi. Tặng quà cho hai bạn đi chứ. Rồi, mời em. Quà em ngại quá. Em sẽ hát một đoạn nhỏ để tặng cho hai anh. Anh gì ơi, anh đánh rơi người yêu này, chẳng biết có gặp lại nhau không. Và thế là em đã biết nhớ thương, tình chút nhẹ nhàng vì đó vẫn vương. Anh tên là gì thế cho em làm quen nhé, mong hai ta cùng chung lối về. Tình bước nhẹ nhàng mình đến với nhau, chẳng có xa là nào giữa chúng ta. Từ giây phút mình tình cờ thấy nhau, trái tim như rung lên. Wow. Hay đặc thơ, đặc thơ cơ. Dạ. Thế thì là giờ cảm nhận giọng hát của em gái như thế nào nè? Dạ rất là hay và rất là sáng. Rất là hay, rất sáng nha. Đọc thơ, xin mời quý vị lắng nghe. Anh xin tặng bài thơ này cho em. Anh là nắng, anh là gió, em là ngọn cỏ màu xanh. Giữa trời cao, nắng đỏ, em là ngọn cỏ màu xanh. Em quên mất. Đi qua đây cho nắm tay chút, có chút động lực. Đứng lên cái. Anh tặng bài thơ này cho em mà. Anh tặng cho em nắm tay nhau rồi đọc đi cho nó dễ. Thuốc nè, thạc sĩ ơi. Đó, bắt đầu chữ, bắt đầu chạy nè. Anh là nắng, anh là gió, em là ngọn cỏ màu xanh. Giữa trời cao, nắng đỏ. Nắng đỏ gì? Là hoa cỏ xinh tươi. Em ơi anh hỏi nhỏ, nhỏ đã mở lòng hay chưa? Anh là nắng, anh là gió, anh là để dành cho em. Có cầm tay, có ca thơ được như quý vị. Có cảm nhận như thế nào? Dạ rất là ấm áp. Nói chuyện với người ta chứ phải là anh gặp em lần đầu tiên gặp em gì đó. Lần đầu tiên thì anh gặp em thì anh thấy em rất là xinh, rất là năng động. Có là 1/2 gì đó chứ 0/5 gì đâu. Đủ tiêu chí cho anh không? Anh thấy em chiếm 100% hiện đại. Vậy là em không đáp ứng được tiêu chí của anh thôi. Nhưng mà anh thấy vấn đề đó cũng không là vấn đề. Anh có thể thay đổi của mình. Đúng không? Dạ, cảm ơn mình hơn con, mình rất hay ạ. Rồi, cặp đôi xanh thì đã có phần biểu diễn rất là ấn tượng rồi. Giờ cặp đỏ tính sao đây? Hôm nay thì em cũng đang bị chấn thương cho nên em không có đánh được nhiều. Chấn thương đâu vậy? Chỉ vài đòn thôi, tại trong lúc em tập các cái đơ á. Ủa, chuyện vài đòn chứ mình nói mình võ thuật nha, đâu có tin. Gió không á nha. Đạt không lại có đạt. Đạt có được không? Sao cơ? Thế phần biểu diễn vừa rồi của ảnh như thế nào em gái? Anh làm em nhớ tới ba của em. Ba của em là công an. Ủa vậy hả? Em xin hát bài Nàng Thơ của Hoàng Dũng. Nàng Thơ, rồi xin mời. Vào được chút nha. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ. Mong mơ tình này nhẹ như gió, lại chiếu lên tim ta như vết hằn. Như đó thôi ạ. Trời ơi, sao bà cười anh hỏi hát lù xo vậy con? Hát cho tới hát cười lên chứ. Vậy? Tại bài buồn á. Trời ơi, bây giờ mình hát cái gì vui vui chút cho nó không khí lên coi. Cười. Em ngày em đến rơi nụ cười vào anh, có biết sau này em sẽ chờ và vô tư cho đi hết những ngày thơ. Anh một người hát mãi những điều mong manh. Em
bài nó hay liền chứ bộ. Cười lên là cái bài nó hay liền. À, bé hát câu cái nó cười, bé hát câu cái nó cười. Chớ dễ thương. Thôi một tràng pháo tay cho em, nó đừng quá dễ thương rồi ha. Em nghĩ giữa tình yêu với hôn nhân nó khác nhau ở chỗ nào? Nếu mà dễ thích thì hơi dài. Tại vì em sống, em lớn lên ở một gia đình đã ly dị. Thì trước đây có một bé nhắn tin hỏi em là hôn nhân đôi khi là người ta không lấy nhau vì tình cảm. Cái tờ giấy ly dị thì cũng chỉ là hai người thôi, nó không phải là đánh giá hết được. Nên là nói với em là hôn nhân là một việc rất là đại sự. Khi mà một người đang ở mỗi cuộc sống độc thân, đang một mình rất là thoải mái và chấp nhận có một người tiến vào đời sống của mình, thì họ mới quyết định tới hôn nhân. Hai anh đó, ý kiến của cô bé mới 19 tuổi đó, chính chắn về hôn nhân đó, thấy ghê chưa? Nhìn cái gì có 2.000 bạc thôi đó. Sao anh trai? Okay, anh lớn nhất trong nhà nè, anh nói thử quan điểm tình yêu. Với em thì tình yêu hôn nhân là phải chân thành, tin tưởng lẫn nhau, vượt qua được khó khăn cuộc sống thì mới lâu bền được. Đối với em thì hoàn cảnh gia đình của em thì cũng như bạn Vi, ba mẹ em ly hôn lúc em 14 tuổi. Đối với em thì khi mà lấy nhau rồi á thì nó sẽ khác hơn tình yêu một xíu, có nghĩa là sẽ bên cạnh mỗi ngày, sẽ quan tâm lo lắng nhiều hơn. Em suy nghĩ là bình thường mình quen nhau nó đã rất là vui rồi, gặp nhau rất là vui, mà mình về ở chung một nhà nữa thì nó còn vui tới cỡ nào. Sao mà mọi người lại nói như vậy? Em nghĩ là sau này với em thì tình yêu và hôn nhân nếu có khác thì nó cũng chỉ khác một chút thôi. Thời gian chúng ta trò chuyện như vậy là cũng đủ rồi. Để mà cảm nhận được nhau thì chúng ta phải dành nhiều thời gian hơn. Hôm nay chương trình giống như chị Tường nói lúc đầu ha, mỗi bạn đều có hai cái cơ hội như nhau. Nếu tụi mình là tuổi trẻ, thích thì cứ làm, thích thì cứ chọn, thích thì cứ bấm. Mời tất cả các bạn hãy hướng mắt ra đằng trước, nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim. Đây là khoảnh khắc quyết định, các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1 bấm. Hôn nhân là một việc rất là đại sự. Khi mà một người đang ở mỗi cuộc sống độc thân, đang một mình rất là thoải mái và chấp nhận có một người tiến vào đời sống của mình, thì họ mới quyết định tới hôn nhân. Cho nên là em không thích yêu xa nữa. Tại không vì em thích yêu xa nữa hả? Em là một người khá là tình cảm và em cũng cần tình cảm. Chỉ là dễ nhìn, dễ thương, tùy hiểu chuyện, chững chạc. 0.5 truyền thống, 1/2 hiện đại. Ghê vậy? Thông số quá vậy? Bấm đi ạ. Và hết thời gian. Và chỉ với một người bấm thôi. Ba người còn lại. Ủa nhớ hồi nãy đầu tiên chương trình hai chị em mình xôm lắm mà Đạt. Thì xôm đó thì bây giờ mình tự viết bản kiểm điểm coi lý do sao vậy. Em cũng không biết nữa, thì đôi khi là họ cảm xúc họ chưa tới. Tại sao em không chọn ai hết, trong khi chị thấy hai chàng trai của chị quá tuyệt vời luôn. Em ngại việc yêu xa một chút. À rồi. Rồi sao rồi, con không chọn ai hết vậy con? Ai nữ? Con cũng ngại việc yêu xa lắm mà. Tại chắc là do ám ảnh từ những việc trước. Con rất là ngại với cái việc mà mình phải quen một người ở xa. Cái con người hứa hẹn nhất quyết là phải đem về Bình Phước, nhất quyết đến chương trình phải dắt một bạn nữ về Bình Phước mà không bấm gì cả. Áp lực ông anh nữa. Ông anh ngồi dưới đổ hồi hộp nữa. Lý do? Cũng một phần là cũng bạn cũng ngại yêu xa. Dạ. Thì em thấy cái đó cũng là một cái rào cản. Tôn trọng ý kiến của em. Còn chỉ có một người cũng có bấm nút hang mà người ta không đáp lại thì cảm xúc của em hiện tại như thế nào? Nghĩ nếu mà hai người đều bấm nút thì trong thời gian này mình cứ tìm hiểu. Còn nếu mà tại vì em nghĩ đơn giản vậy thôi. Nói chung là mình thích thì mình cứ làm thôi. Duy chưa tới thì mình chờ cơ hội khác nha. Cơ hội. Chị Tường ơi, ngày hôm nay hình như là chủ đề mình xoay quanh về chủ đề yêu xa, thì chị hãy nói một câu công đạo về vấn đề yêu xa. Ok, yêu xa nó cũng có những cái rất là thú vị. Ví dụ như sẽ có những thời gian nhung nhớ, tôi đã từng yêu xa và tôi đã từng khóc.
Mà cái khóc đó là cái khóc hạnh phúc, khóc nhớ nhung nhưng mà nó hạnh phúc. Khóc để chờ đợi khi mà nhận được cuộc điện thoại của bồ, nhận được một cái món quà từ phương xa. Đúng là tự nhiên tôi sẽ vỡ òa và tôi sẽ cảm thấy là rất là hạnh phúc và sung sướng. Bởi vì bây giờ á, công nghệ thì có cái điện thoại thì vẫn có thể là xem được xuyên không luôn. Hồi xưa là đâu có được. Cho nên quan trọng ở đây không phải là yêu xa hay yêu gần, mà cái suy nghĩ và cái đối phương có đủ tầm để đủ cho mình tình cảm để cho mình vượt qua những cái trở ngại về địa lý hay không. Đó, thế này đơn giản vậy thôi. Dạ. Không có gì cả nha quý vị. À, nói chung là hôm nay là duyên chưa có tới, làm cho bốn bạn đến đây rồi về tay không. Xin lỗi các bạn và chúc cho các bạn được nhiều sức khỏe, thành công trong cái công việc của mình và một cái tình duyên đâu đó nó sẽ đến với mình một cách sớm nhất nha. Tất cả chúng ta vui lên vì vì còn quá trẻ, lúc nào cũng cười tươi lên cho đẹp nha. Vui nha, phải cười lên đẹp quá chừng luôn. Anh của em là nấu ăn, em sống rất là tình cảm, em chịu khó và em biết làm tất cả việc nhà. Điểm yếu của em là em cũng khó tính và cũng hay khó tính lắm. Hay khó tính à? Ví dụ như em nhìn thấy cái gì mà trong nhà mà không ưa là thấy mà ngửa mắt là em không chịu được, là em phải đi dò rồi đó, rồi em mới ngồi yên. Cầu toàn á đúng không? Hai người này mà về chung một mái nhà là cái nhà đó tôi đố ông kiếm được một con bụi á. Ai mà ở hai chung hai người này cũng mệt mỏi lắm. Mình có mấy mối tình rồi em trai? Dạ em đã trải qua hai mối tình. Hai mối? Mối tình đầu tiên là mối tình em yêu xa, em yêu 7 năm. 7 năm yêu xa? Dạ. Nhưng mà cuối cùng kiểu không đến được với nhau cho nên thôi. Rồi một mối tình là em được 7 tháng và em cũng đã có một lần đính hôn, một lần tân hôn rồi. Đàn nữ mình, đàn gái mình giới thiệu về bản thân đi nào. Dạ, con chào cô Hồng Nhân, con chào chú Huyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào tất cả các khán giả trong trường quay hôm nay. Con tên là Kiến Ngọc Thanh Tâm, năm nay con 27 tuổi, quê con ở Trà Vinh và hiện con đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Con làm nghề gì? Dạ, con làm kế toán cô. Con làm kế toán, sao con có chiều cao lý tưởng quá vậy? Hả? Có làm nghề gì khác nữa không? Dạ không cô. Vậy là con đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Thôi nhà trai, giới thiệu về mình đi. Em chào anh Cường Linh, chào chị Hồng Vân và chào bạn nữ bên kia và chào mọi người trong trường quay. Em tên là Nguyễn Phúc Long, em sinh năm 90 và quê gốc của em là Quảng Trị, nhưng mà gia đình của em đang ở quận 9 và em đang làm việc ở quận 12. Làm gì? Em làm nhân viên cơ khí. Rồi, nhân viên cơ khí, nhà quận 9 hả? Dạ. Rồi, thôi mình nói về mình đi, cái ưu điểm và cái nhược điểm của mình. Dạ, cái ưu điểm của con là con vui vẻ hòa đồng, con thích nấu ăn, con biết quan tâm chia sẻ với mọi người. Còn nhược điểm? Còn cái khuyết điểm của con là con mọi người hay nói là con hơi kỹ tính. Dạ. Kỹ tính là sạch sẽ quá hay là khó tính hay là như nào? Dạ đúng rồi, kiểu như là cái tính con thì con thích mọi thứ phải gọn gàng ngăn nắp. Chứ kiểu trong nhà mà bừa bộn là không bừa thích bộn đúng quá không? Dạ, không, cái đó phụ nữ là đều phải có. Dạ. Đó là bản chất của phụ nữ rồi. Rồi, mời nhà trai. Điểm mạnh, điểm yếu của mình đó, nói cho nhà gái biết đi. Dạ, điểm mạnh của em là nấu ăn, em sống rất là tình cảm, em chịu khó và em biết làm tất cả việc nhà. Điểm yếu của em là em cũng khó tính và cũng hay khó tính lắm. Hay khó tính à? Ví dụ như em nhìn thấy cái gì mà trong nhà mà không ưa là thấy mà ngửa mắt là em không chịu được, là em phải đi dò rồi đó, rồi em mới ngồi yên. Cầu toàn á đúng không? Hai người này mà về chung một mái nhà là cái nhà đó tôi đố ông kiếm được một con bụi á. Ai mà ở hai chung hai người này cũng mệt mỏi lắm. Mình có mấy mối tình rồi em trai? Dạ em đã trải qua hai mối tình. Hai mối? Mối tình đầu tiên là mối tình em yêu xa, em yêu 7 năm. 7 năm yêu xa? Dạ. Nhưng mà cuối cùng kiểu không đến được với nhau cho nên thôi. Rồi một mối tình là em được 7 tháng và em cũng đã có một lần đính hôn, một lần tân hôn rồi, nhưng mà em chưa làm giấy đăng ký kết hôn. Ủa, 7 năm đó yêu xa là có đính hôn gì không? À không, tức là sau khi em trải qua cái mối tình 7 năm đó thì 3 năm sau là em bắt đầu gặp một mối tình 7 tháng. Mới gặp có 7 tháng là đính hôn rồi tân hôn luôn. Dạ. Rồi sau đó thì nó thật ra nó cũng hơi buồn, tại là khi mà tân hôn xong một ngày thôi là hai bên đã không còn gì với nhau nữa. Trời đất ơi, sao lạ vậy? Lý do gì mà nặng nề như vậy? Rất nhiều thứ để nọ trong đó. Bây giờ không ai đụng và không ai sai cả. Chỉ là chắc là dưới nơi chỉ tới được chứng đỏ thôi. Nhưng mà phải rõ ra là giống như là tự lạc lẽo với nhau luôn hả cưng? Chứ không phải là do có lỗi phải gì không hả? Cái gì lớn lắm. Dạ, cũng không có cái gì lỗi gì lớn hết. Tự nhiên tân hôn xong kia cô ấy bỏ đi luôn. Vậy hả? Dạ. Cô ấy bỏ đi luôn, không một lời nói. Có ai nói gì cũng đụng chạm tự ái? Dạ cũng không em luôn. Em có la lối gì không?
Dạ không, em không có la lượng tiện gì cả. Kỳ vậy ta, lâu chưa? Bằng chứng là... Dạ một năm, bây giờ là vừa tròn một năm. Một năm rồi hả? Dạ. Mốt có quen nhau phải qua 7 tháng đó nha. Tức là mình đã gạt hết tất cả những cái tình cảm cũ rồi đúng không cưng? Dạ đúng rồi. Rồi vậy thì bây giờ em mong muốn là cái người bạn gái của mình sẽ như thế nào? Người bạn gái em mong muốn là nhỏ nhắn, dễ nhìn, cao 1m50 trở lên là được. Về tính cách thì cũng có chút xíu khó tính và cũng phải biết trên biết dưới với gia đình và biết quan tâm lo lắng cho nhau là được. Nãy giờ là những cái gì em nói là theo cảm nhận của chị là bên đây có hết luôn á. Có hết hả? Có chút xíu khó tính là gọi là đúng rồi, mình đã khó kỹ tính đó. Ừ. Thì qua thăm đàn gái thì đó, qua nha. Thăm đi. Dạ con chào chú. Chào con. Nãy giờ con nghe cái câu chuyện của bạn trai thì con có suy nghĩ điều gì không? Theo con thì nghe bạn trai chia sẻ thì con thấy ai thì cũng mong muốn mình tìm được cái hạnh phúc, nhưng là cũng đâu đó chắc cũng là số của mỗi người thì mình cũng thông cảm. Rồi thông cảm, coi dạ. Như chuyện nó nhẹ nhàng đi ha. Dạ. Bây giờ lo tương lai thôi, còn cái gì cũ cho nó qua đi nha. Dạ. Đừng suy nghĩ nữa. Con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Con thì về ngoại hình thì bạn trai đó dễ nhìn là được. Còn về tính cách thì con còn người một nửa của con là phải có tính là điềm đạm, sống có trách nhiệm, có chí cầu tiến, đặc biệt là phải biết cách đối nhân xử thế. Con không thích điều gì ở đàn ông? Dạ con không thích cái tính lăng nhăng với lại không có trách nhiệm. Những cái điều cô gái đưa ra thì em cảm giác là mình có bao nhiêu phần trăm? Dạ em có 80%. 80% hả? Dạ vâng. Rồi, như thế tốt rồi. Em đi với ai? Dạ em đi với bà nội. Bà nội với hai cô, một thím và một chú. Rồi xin chào nhà trai. Chào bà. Dạ xin chào chương trình, chào anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Em là cô thứ bảy của cháu Long. Đây là bà nội của cháu Long. Dạ. Và các dì, thím và chú. Hôm nay em đến chương trình này thì em thấy cô gái này cũng dễ thương, dễ nhìn. Em cũng ủng hộ cho cháu lên chương trình. Do những cái duyên nợ trắc trở của cháu thì khiến gia đình cũng hơi lo lắng. Hiện tại gia đình cháu thì ba mẹ cháu chỉ có hai cháu thôi, cháu Long lớn và đứa em gái. Hiện tại đang sống ở quận 9. Cháu hiện tại đang làm trên gia đình, công ty gia đình của chú trên này. Thì tụi em ở gần đây thì đi với cháu để cho cháu thêm nghị lực. Cháu Long nhà em thì tính cháu thì rất là bình thường, cũng không nóng lạy lắm đâu, cũng điềm tĩnh. Nhưng mà không hiểu làm sao mà duyên cháu nó trắc trở thì cái này thì em cũng không hiểu. Nhưng mà em cũng hy vọng là bạn gái cho cháu của cô một cơ hội tìm hiểu để mình đến với nhau. Cháu của cô nói thật, cháu rất hiền. Nên là mong các con cho nhau cơ hội. Bà nội có vài câu đi. Bà nội thấy sao nè, thấy cháu nội dâu được không? Dạ, là cũng được. Tôi thấy cháu dâu tôi cũng được. Tôi cũng mong muốn là hai đứa nó tiến tới với nhau. Dạ, cảm ơn nội. Hôm nay em đi, con đi với ai? Dạ, con đi với em gái con. Dạ. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Huyền Linh và các anh chị dân trường quay ạ. Con là em gái của chị Tâm. Theo như anh chia sẻ thì em cũng thấy anh khá hiền và chân thành đó. Em nghĩ là hôm nay mọi người gặp nhau đều là một cái duyên đó. Thì em mong là mọi người sẽ cho nhau một cơ hội. Rồi, em xin chân thành cảm ơn. Rồi, cảm ơn cưng. Bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Anh tặng em bỏ hoa thơm ngát, rất nồng nàn và bạt ngát tình yêu. Và muốn dành cho em nhiều điều, hãy cùng anh xây dựng tình yêu nhé. Em cảm ơn anh. Một câu thơ luôn. Rồi, em cảm ơn. Có đây là, trong đây là một cây bút. Em cũng gửi lời chúc đến anh là luôn may mắn và thành công trên con đường anh chọn. Để đây nè con. Rồi, không gian này là của hai đứa đó. Cứ thoải mái, coi như không có ai bên cạnh đi. Anh cảm nhận về em như thế nào? Anh cảm nhận em là cô gái rất là xinh xắn, dễ thương. Và cũng có rất là nhiều điều mà phù hợp với anh. Theo anh thì anh quan điểm như thế nào về tình yêu? Tình yêu đối với anh là phải dựa trên năm trên giá trị tinh thần và chân thành nhất cùng cả hai bên. Ví dụ có đi đến với nhau nữa thì thành vợ chồng thì cũng là vợ chồng cũng làm, chia sẻ với nhau. Trong tất cả mọi thứ, kể cả việc nhà và công việc ra ngoài.
phong cách kỳ ý của em như thế nào? Đối với em thì em cũng đồng quan điểm với anh, và cái quan trọng là trong cái cuộc sống hôn nhân thì mình lúc nào mình cũng phải tôn trọng, tin tưởng, và điều quan trọng là phải chung thủy. Hiện tại bây giờ em đang làm việc ở đâu? Dạ, hiện tại em đang làm ở quận 4. Anh thì đang làm việc ở quận 12. Dạ. Nhưng mà nói về vấn đề hẹn hò thì em không phải lo, anh sẽ trả tới và bất cứ khi nào em muốn. Nếu yêu nhau thì chúng ta có một dự tính gì không? Nếu mà yêu nhau mà chúng ta đi đến phải phù hợp, lúc nào em mong muốn, em phải muốn thì chúng ta có thể đi tới hôn nhân bất cứ khi nào. Đó là anh theo em luôn. Còn khi mà cưới về rồi thì em có thể chọn ở riêng cũng được, hoặc là ở chung nhà cũng được. Và thậm chí em có muốn anh ở rể, anh cũng đi ở rể cũng được. Trời, dễ quá ta. Ngon à. Em thấy cái vấn đề ở rể, thường các bạn nam bây giờ cũng hay ngại vấn đề đó. Nhưng mà anh thì không, không sao. Thật ra nếu mà khi mà yêu em, tức là yêu cả gia đình của em rồi, thì gia đình của em cũng chính là gia đình của anh rồi. Mình ở rể thì cũng giống như con cháu trong nhà hay là ba mẹ vậy thôi, không có vấn đề gì cả. Dạ. Khoảng bao lâu thì mình có thể tính điều đó được, em gái? Dạ, theo con thì cái thời gian thì nó không quan trọng. Quan trọng là hai người tìm hiểu nhau như thế nào và tình cảm đủ lớn thì mình tiến tới thôi. Nếu bây giờ xảy ra một cái mâu thuẫn nào đó thì ai sẽ là người xuống nước, ai sẽ là người nói lời xin lỗi đầu tiên? Dạ, thưa anh là em. Nói với bạn gái kia. Nếu mà trong chúng ta mà trong quá trình mà gặp gỡ nhau mà có bất cứ một vấn đề xảy ra thì anh nghĩ rằng em cứ nói thẳng với anh để anh có thể là anh sửa đổi, hoặc là anh sẽ sử dụng một cái phương pháp nào đó để phù hợp tại trong vấn đề đó. Chứ em không nên im lặng mà để khiến anh lại càng khó xử và rất là phức tạp và suy nghĩ. Vấn đề đó anh không cần lo, tại vì tính em cũng rất là thẳng tính. Cái vấn đề gì cần phải có phát sinh mâu thuẫn hay là cái vấn đề gì đó xảy ra, em thích mình cũng phải trao đổi với nhau và cùng nhau đưa ra cái phương pháp, cái gì đó để mình giải quyết vấn đề, chứ không có kiểu mà im lặng. Thôi bây giờ bạn Nam có thể làm bài thơ nào tặng bạn gái hay là một bài hát nào đó cũng được. Như vậy này, tức là hồi chiều trước khi mà anh chạy tới quân chỉnh xuống đấy á, lúc anh chuẩn bị đi ra chơi nó chưa mưa, sau khi anh chuẩn bị mang đồ hết lên rồi thì bắt đầu trời đổ mưa mất, thì anh có nghĩ ra một bài thơ như vậy. Bước tới bạn gái, nắm tay đọc bài thơ cho bạn gái nghe cho nó trữ tình, biết không? Mưa lại về trên những nẻo đường qua, rơi vờ vạ cho một người chờ đợi. Hà Đô này đã vào mùa tháng mới, vẫn ngập ngừng chờ vợ thở yêu nhau. Rồi, còn bên mình á, mình có ca hát hay là mình có tặng một món quà tinh thần nào con hát? Hát em hát chờ, em chờ mâm chậu đưa tới, pháo hoa rượu nồng, mừng cô dâu chú rể vui. Giáng sinh sánh vai bên chồng, làng phân hồng điếm tô mặn duyên, tương lai có nhau trong đời. Thôi đọc thơ được rồi. Thôi, về các bạn về vị trí đi. Chúng ta chúng tiến hành bấm nút thôi. Bây giờ là giờ phút quan trọng trong bên câu đây, chuyện bạn muốn hẹn hò. Đã đến lúc chúng ta muốn bấm nút thì bấm đi, tùy các bạn. Sau 3 tiếng đếm, nếu ta quyết định đây là một nửa mảnh ghép của mình thì bấm nút, không phải thì đừng bấm. 1, 2, 3. Hết thời gian, bạn gái không bấm. Sao vậy con? Nói chung thì con cũng sống rất là tình cảm. Cái cảm xúc đầu tiên á cô, để mình cảm nhận một đối tượng cái bạn trai của mình á, chắc là con nghĩ hai người chưa có đủ duyên. Con chưa đủ cảm xúc đúng không? Dạ. Nếu chúng ta chưa đủ cảm xúc, chúng ta chưa rung động trái tim thì không cần bấm. Bấm sẽ để đối phương hiểu lầm. Nút bấm này sẽ dành cho người khác. Ở trên truyền hình sẽ có hàng triệu người sẽ bấm cho chàng trai, và hàng triệu chàng trai cũng sẽ bấm cho cô gái. Đừng lo lắng điều đó. Hôm nay các bạn đã có duyên nhưng không có nợ với nhau. Hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ sớm tìm một nửa manh ghép cho mình, một nửa yêu thương của mình nha.